Xin kính chào các khán giả của bình luận viên Trần Hùng. Trong clip này đã bắt đầu manh nha ý tưởng Arthur Bitterbief lên hạng để đối đầu với nhà vô địch cực mạnh Jai Opetaia. Ý tưởng này được đánh giá thế nào đây? Tyson Fury kết luận võ sĩ mạnh nhất anh từng đối mặt và dự đoán của Otto Wallin về trận Fury Joshua trong tương lai. Anh em đừng quên ấn like video và anh xem thêm kênh mới BLV Trần Hùng tin tức khám phá để ủng hộ cho bình luận viên Trần Hùng nhé. Tyson Fury đã chiến đấu với rất nhiều võ sĩ mạnh trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, đối mặt với rất nhiều đối thủ mạnh và thậm chí bị đánh ngã nhiều lần. Vậy ai là tay đấm khủng nhất theo đánh giá của Tyson Fury? Chúng ta sẽ cùng nhìn lại những nét lớn nhất trong sự nghiệp của võ sĩ người Anh cho đến hiện tại để tìm ra câu trả lời. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, vua giang hồ đa phần chiếm ưu thế trước các đối thủ. Mặc dù có một số lần bị vất vả, nhưng rồi anh vẫn vượt qua để chiến thắng thuyết phục. Giai đoạn 2 trong sự nghiệp Fury có thể kể đến là lần trở lại sau quãng thời gian đối diện với chứng trầm cảm và cả lệnh cấm thi đấu. Anh vượt qua một số đối thủ để có suất đấu tranh đài WBC với Deontay Wilder. Sau trận hòa gây tranh cãi lần đầu tiên, Fury đã giành chiến thắng ở trận thứ 2 bằng knockout hủy diệt trong hiệp 7 và trận thứ 3 tiếp tục bằng knockout ở hiệp 11. Mặc dù đàn áp Deontay Wilder trong những lần đối mặt, nhưng Tyson Fury cũng bị Wilder đấm ngã tổng cộng 4 lần trong 3 tập drama của họ. Trận đấu với Francis Ngannou được xem như màn khởi động nhẹ nhàng của Fury trước khi đấu Usyk để tranh đài tuyệt đối. Tuy vậy, Fury đã hết sức vất vả trước cú đấm khủng của Ngannou. Anh bị đánh ngã một lần nữa, nhưng sau đó vẫn đủ bản lĩnh để thắng điểm. Gần nhất thì Fury đấu tranh đài tuyệt đối hạng nặng với Usyk. Fury đã có thành công trong giai đoạn đầu tiên của trận đấu, nhưng Usyk càng đánh càng mạnh và đấm cho Fury tối tăm mặt mũi ở hiệp 9, rồi giành thắng lợi chung cuộc trên bảng điểm. Như vậy, cho đến lúc này, Fury đã bị đánh ngã khá nhiều bởi Usyk 1 lần, Ngannou 1 lần, Wilder 4 lần và trước đó là Steve Cunningham 1 lần, Naven Paskic 1 lần, tổng cộng là 8 lần anh em nhé. Vậy trong số các cái tên được nói đến, ai là người có cú đấm mạnh nhất? Phải nói ngay với anh em rằng không phải cứ nhà vô địch hay những võ sĩ thành công nhất là người có cú đấm mạnh nhất. Trên kênh BLV Trần Hùng đã chia sẻ thông tin Canelo nói rằng người đấm anh mạnh nhất là James Kirkland, chứ không phải là Golovkin hay là Bivol hoặc Mayweather. Với Tyson Fury thì sao? Nhà cựu vô địch WBC đã chia sẻ rằng không phải Usyk, chẳng phải Ngannou hay người nào khác, mà chính Deontay Wilder là người khiến anh khiếp nhất về sức mạnh. Fury chia sẻ: Deontay, khẳng định là như vậy. Francis Ngannou là một tay đấm cừ, nhưng tôi không thực sự gặp rắc rối với bất kỳ cú đấm nào của anh ta. Nó không giống như thuốc nổ và cũng không khiến tôi chao đảo mỗi khi dính đòn. Ngannou chỉ đấm tôi được một cú vào sau đầu ở trong trận đấu đó. Với tôi, Wilder là tay đấm mạnh nhất mà tôi từng gặp trên võ đài và sức mạnh của anh ta hơn xa rất nhiều những người khác. Đó là một lời động viên cần thiết của Tyson Fury dành cho đối thủ cũ. Lúc này Deontay Wilder đang còn chưa biết có tiếp tục thi đấu nữa hay giải nghệ. Anh đã thua 2 trận liên tiếp trước Parker và Zhang Zhilei. Nếu không thể vượt qua được tâm lý suy sụp và giải nghệ, Wilder sẽ dừng kỷ lục của mình ở con số 43 thắng với 42 knockout. Tiếp tục liên quan đến Fury, một võ sĩ từng đối đầu cả Fury và Anthony Joshua đưa ra dự đoán về cặp đấu cực kỳ tiềm năng trong năm 2025. Look at this right hand. That's the right hand I've been talking about. The first round, how did he not go down, by the way? Big left. Tries to turn the tables on Fury now as he has Fury in that neutral corner. Otto Wallin đã chiến đấu và thua cả Tyson Fury và Joshua. Võ sĩ thuận tay trái người Thụy Điển đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Fury, gây ra một vết cắt tệ đến mức trận đấu đã có thể dừng lại với chiến thắng knockout kỹ thuật dành cho anh. Tuy nhiên, Fury đã vượt qua khó khăn, chiến đấu kiên cường rồi giành chiến thắng cuối cùng trên bảng điểm. Còn khi gặp Joshua, Wallin lại không thể hiện được như vậy. Anh liên tiếp nhận những đòn trừng phạt từ AJ để rồi nhận pha knockout kỹ thuật chỉ trong 5 hiệp đấu. Phát biểu với Sun Sport, Wallin xác nhận rằng trận đấu khó khăn hơn là với Joshua, nhưng anh vẫn cho rằng Fury mới là cửa trên trong trận đại chiến toàn nước Anh có thể xảy ra. Tôi cảm thấy Joshua là một võ sĩ rất giỏi,
cực mạnh, phản đòn cực hay. Tôi có cảm giác anh ta có cơ hội lớn khi đấu với Fury. Nếu so sánh thì trận đấu của tôi với Joshua khó khăn hơn rất nhiều so với khi tôi gặp Fury. Tôi cho Joshua nhiều cơ hội thắng hơn so với trước đây. Nhưng xét về tổng thể, có lẽ tôi vẫn lựa chọn Fury trong cuộc đấu này. Điều còn khiến tôi khó nghĩ là không biết Tyson Fury sẽ thể hiện ra sao trong trận đấu đó mà thôi. Có thể thấy Otto Wallin chọn Fury đánh bại Joshua nếu hai người đấu nhau. Nhưng Wallin vẫn còn do dự về sự chuẩn bị của Fury. Điều này chúng ta đã từng thấy khi Fury đấu Ngannou. Đó là một Fury bụng bự và thiếu đi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực và chiến thuật. Cặp Joshua Fury sẽ diễn ra với sự quan tâm cao nhất nếu như Joshua đánh bại Dubois vào tháng 9 tới, còn Fury thắng Usyk trong trận tái đấu tháng 12. Khi đó thì đúng như kế hoạch của ông Toki, trong quý 1 năm 2025 sẽ lại là đại chiến toàn Anh được đông đảo khán giả mong chờ. Trong phần cuối sẽ là thông tin về Arthur Beterbiev. Ông bầu huyền thoại Bob Arum khuyên Beterbiev không nên nghĩ đến việc thi đấu với một người. Arthur Beterbiev chỉ còn vài tuần nữa là đến trận tranh đài tuyệt đối lịch sử của hạng dưới nặng với Dmitry Bivol. Beterbiev hiện là nhà vô địch thế giới duy nhất có tỷ lệ knockout là 100%. Anh đã hạ gục tất cả 20 đối thủ của mình, bao gồm bộ ba người Anh Callum Smith, Callum Johnson và Anthony Yard. Ban đầu, Beterbiev được lên kế hoạch đối đầu với Bivol vào giai đoạn đầu năm, nhưng chấn thương đầu gối đã khiến anh phải hoãn lại. Và ngày mới bây giờ là 12 tháng 10, trong sự kiện có tên là Four Crown Showdown, tạm dịch là show diễn của bốn vương miện. Nhà quảng bá Top Rank huyền thoại Bob Arum khi được hỏi liệu Beterbiev có thể cân nhắc chuyển lên hạng bán nặng để thách đấu nhà vô địch mạnh nhất hạng này là Chai Obetaya không. Khi đó Beterbiev sẽ trở thành nhà vô địch hai hạng cân. Ông Bob Arum đã nói thẳng ý tưởng này. Thật điên rồ. Hoàn toàn không. Ý tôi điều đó thật điên rồ. Con số chênh lệch lên tới 25 pound, tức khoảng hơn 10 kg. Theo tôi dù cậu ấy giỏi đến đâu thì đó cũng là một bước đi quá xa. Tôi không biết là Arthur sẽ nói gì về điều đó, nhưng tôi nghĩ thật ngớ ngẩn. Cậu ta luôn rất thoải mái ở hạng cân hiện tại và không có vẻ gì là quá cân ở hạng cân này cả. Nếu đi một quãng xa như thế, tôi thấy không có lý chút nào. Ông bầu Bob Arum chính là ông chủ của Top Rank, cũng là đơn vị quản lý Arthur Beterbiev. Có thể ông nói vậy để bảo vệ võ sĩ của mình. Tăng thêm 10 cân nữa để đối đầu với một người vừa trẻ vừa mạnh như Chai Obetaya quả là đáng sợ. Nhưng biết đâu, đó chỉ là cách để Bob Arum khích tướng Beterbiev và hướng cho anh có được cái nhìn xa hơn về tương lai thì sao, phải không anh em? Nếu Beterbiev có thể knock out được Bivol trong trận tranh đài tuyệt đối thì việc lên hạng để trở thành nhà vô địch hai hạng cân, đồng thời kiếm thêm nhiều triệu đô la trước khi giải nghệ, không hề là một lựa chọn tồi. Anh em nghĩ thế nào về ý tưởng Beterbiev với Chai Obetaya, nhà vô địch trẻ rất mạnh ở hạng bán nặng? Hãy chia sẻ quan điểm của mình cùng bình luận viên Trần Hùng nhé. Anh em đừng quên ấn like video và đăng ký xem thêm kênh mới BLV Trần Hùng tin tức khám phá. Hẹn gặp lại trong các clip sau.